Ta chỉ xài cái này khi nào nó là tinh gọn nha thôi. Nó không hay gọn nha thôi không? Điều kiện đặt ra là ký các con gì đây bằng R mỗi đi không? Tới đây giải này ra là ký bằng cộng trừ 1 nhận. Đến đây là phải ký. Mình xác định của mình lại R bỏ đi không? Bây giờ nó có hai giá trị là trừ 1 với 1 này. Khi gặp những bài toán như này, thầy hiện R của em á, quy đồng lên, rút gọn lại nó thành là 4 x mũ 6 trừ 4. Mình giải tiền nghiệm con này thì khoảng tầng cùng bên phải cái đầu xét dấu nè, cùng dấu với tích hệ số A. Hệ số A đây cộng qua đây thành dấu cộng. Rồi qua 1. 1 này là nghiệm bộ lẻ cái bộ chẵn. Muốn biết thì dựa vào đây nè. Cái này khi cho nó bằng 0 thì ở đây là 4 x mũ 6 trừ 4 bằng 0. Ra lượng đây x mũ 6 bằng 1. Nếu mà giải ra thì x mũ 6 là x mũ 3 tất cả bình bằng 1. Mình sẽ ra được là x mũ 3 bằng 1 hoặc x mũ 3 bằng trừ 1. Vậy nó ra được là x mũ 3 mà bằng 1 thì x bằng 1 đó là nghiệm bộ lẻ hiện 3 lần tương ứng đây cũng bằng trừ 1 hiện 3 lần. Vậy đây đang dấu cộng qua đây đổi dấu thành trời. Anh em nghe lại lần nữa nha. Tôi đang đi rất chậm chờ đợi anh em ở đây. Đến giờ này có thể rút kinh nghiệm và thấy một điều rằng ca này sẽ giống chậm hơn ca kia rồi đó. Thì cũng kêu một cách hướng lên thôi mà. Một cái nhảy rồi đó lên. Nhưng lên nó còn sẽ giống sự lý này kia. Và đây đây chậm hơn. Thầy lưu ý thêm một điều. Đến một lúc nào đó thì không thể chờ đợi được nữa. Hết một, phải chạy thôi. Học xong cái nội dung cái phần mắc pin này qua bắt đầu tìm cộng là phải chạy thôi. Không ai biết được. Có nghĩa là cái phần xét dấu những cái vấn đề đó phải phải biết vì mình học đến giờ này mấy tháng. Đâu phải lên đâu. Đúng chưa? Rồi qua đây giống gì? Giống gì? Cộng lên trời. Cứ cộng lên. Kiếp bằng 0 này đó là nghiệm của cái cộng kiếp mũ 3 này mà. Kiếp mũ 3 này đang là bộ lẻ mà, đang từ thành cộng. Qua đây cộng thành trừ. Do ở đây đơn giản một điều thằng này cũng là nghiệm bộ lẻ. Vậy đây là giảm, tăng, giảm, tăng. Đó là mấy cái chuyện làm phải thiên thôi. Bây giờ còn phải tính các cái giá trị của nó thôi. Ngay chỗ trừ vô cùng này mình thế trong đây nó ra thành cộng vô cùng, còn này số khi vô cùng ra không vậy cộng vô cùng, cộng vô không cũng là cộng vô cùng. Tương tự cộng vô cùng này thế trong đây cũng vậy, mũ 4 là cộng vô cùng, còn này ra không cũng là cộng vô cùng. Trừ 1 thế vô, còn này ra 1, còn này ra 2, cộng lại ra 3, tương tự 1 thế vô đây cũng ra 3. Số 0 thế vô ngày ra không, còn này hai chi không, hai chi không nó ra vô cùng và tăng lên chỉ có thể là tăng lên cộng vô cùng. Tương tự ở đây cũng vô cùng và từ đây giảm xuống chỉ có thể từ cộng vô cùng nhận. Chỉ cái hàm số này em thấy một điều rằng cái tập giá trị của nó là bên đây cũng vậy, nó có hai nhánh. Và thầy yêu cầu các em tính đầy đủ tất cả những cái giá trị này. Và tới cái sự tương giao hay đồng vị nữa, còn ảnh hưởng tới cái số nghiệm của chương trình nữa.
Cho nên là nó rất nhiều thứ, nhưng thử đi một vòng, rất nhiều em tập lại với Thiên, tức là mắc pin luôn mà không hề tính đủ khác cái khác. Tại dịch đến như này không? Sau hết cái phần này còn không gì nữa, mà còn kết luận sao còn lâu mà. Vậy dựa vào đây, ta có cái giá trị nhỏ nhất của hàm số này trên cái miền xác định của mình để rời bỏ đi không này. Giá trị duy nhất của nó là 3, tại x bằng tổng trừ 1. Giá trị lớn nhất là mình thấy đi lên tới cộng vô cùng luôn và không có giá trị lớn nhất này. Về tập giá trị T nó bằng thấp nhất là 3, cao nhất lên cộng vô cùng thì là nửa khoảng từ 3 đến cộng vô cùng. Được chưa? Bài này các em làm vậy cũng được. Tuy nhiên các em có thể đặt T bằng viết bình thì là tốt rồi, để gọn hơn chút. Nếu các em không làm gì đó mà các em vẫn để nguyên vậy, các em làm giống bài bên đây thì tính rất phức tạp. Nhưng nếu bên đây mình đặt T bằng viết bình, T thuộc các phạm vi này, mình cũng lấy đạo hàm ra nghiệm. Tới đây phải nhận cái loại cái đạo hàm này tương ứng với ít của mình nè, với T của mình ở lớp không. Mấy em thấy đến ngày này dạng bao nhiêu lần rồi mà mấy em lên nãy giờ phải đâu quay đi sửa mấy cái không nè. Mấy em không kiểm soát được thằng này là làm sao cuối sau thì mới mời người ta được. Thầy nhắc lại nha, trả ngay đi vô một thi hỏi mấy em mấy bài này. Thì nếu hỏi vậy em lo tính em bấm ráo rồi. Người ta hỏi là họ khó hơn thằng này. Mấy em nhìn xuống mấy bài định mờ, và mấy bài định mờ đã thử chúng em có bạn bè mình đứa nào mà cô lập mà đưa nó làm nữa đi. Cô đơn luôn chứ ở đó cô lập không có làm được đâu. Thầy đang trang bị kiến thức cho mấy đứa đang đi rất chậm để chờ đợi, còn rằng đó là hè. Đó đã là năm học lớp 12 của em rồi, em phải quyết tâm làm rồi. Bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh còn có những bài này mà 30 câu á, chỉ có 1-2 câu như này là chuyện bình thường. Bây giờ phải ráng làm thôi chứ, chừng nào mới lớp mới học tới. Chứ giờ lên đây thấy chưa gì chắc quá, phải không? Nó không đúng chuyện gì. Ở đây giờ thay loại, không phải để luôn. Phải giờ chứ, này loại chứ. Và nãy giờ giảng dặn đi dặn lại một điều này, giá trị lớn nhất chuẩn nhất phải là trên trò cá bơi mới xài cho nó. Hai đứa lên không có cái nào thuộc tại cá bơi không muốn tính đi như này là chắc rồi. Trong trường hợp ở bài toán này em lưu ý của tôi là khác biệt giữa cao này giữa cao thứ bảy chủ nhật đi và cường độ ở đây có đi chậm. Anh kia tôi đi rất nhanh. Mấy bài này dễ sao qua rồi thì hẳn qua phần này mà có đủ thời gian để xử lý cái phần phía sau. Còn ở mấy em tôi đang chờ đợi và mấy em nhìn em tôi gò lại rất kỹ cái câu xét dấu từ cái bài bắt đầu là bản Thiên đã yêu cầu mấy em nắm kiểm soát cái phần xét dấu thì còn chẳng vô lễ thì đâu quá trời đất luôn rồi. Đúng chưa? Thì bây giờ mình phải kiểm soát cái này chứ. Bây giờ mình không làm thì nào mình làm nữa. Còn sau này thầy nói mấy em nha, trên lớp chắc chắn sẽ dạy cho em bấm cái tính này. Bạn mình kêu mày đừng có làm giống mà không bấm cái tính đi. Chỉ bấm cái tính thôi. Tôi nói mấy em nhiều đứa lớp thì bấm cái tính. Vì khi mà hổ mắt nghiêm phải chống tình trạng học sinh bấm cái tính, người ta đâu cho những số đẹp để cho kết quả là số của tỉnh. Nó giống như cái bài lượng giác hồi nãy số mình đã chiếu bi ở trong á. Nhờ bấm kiếm kết quả là đâu, vì khi bấm cái tính đâu ra số đẹp cho mấy em. Ra số gần đúng, giờ trong một gần số gần đúng nó chọn số nào đó chứ. Bắt buộc mấy em phải trả. Còn những bài nào có này, thầy đang cho để luyện cho mấy em nắm vững từng bước thì thầy. Khi mấy em vững từng bước thì qua định bờ thầy có nói chuyện ngay được. Còn mấy em không vững các bước qua phần định bờ này, mấy em không hiểu thầy đang nói gì đó, không hiểu đang làm cái gì. Mà hết một điều rằng những bài đó, tôi tin một điều rằng trên trường tôi nhắc cho em được rồi. Thì người ta nghĩ một điều rằng khó giảng lên trên.
thì chưa đi thi mà đã thua. Chưa bước ra đi thi mà cái bài toán kia chắc là mình không biết đâu, thì sao đấu lại phải? Được chưa? Và phá con em, phá sau cùng của chương trình cũ. Năm sau cái chương trình mới hoàn toàn rồi. Mấy em đâu có học xác suất có điều kiện. Chương trình sau nó có xác suất có điều kiện mà. Rồi giờ làm sao? Mấy em muốn lượng năm sau vẫn mấy em luyện thi là mấy em luyện hoàn toàn mới. Khảo sát vẫn là khảo sát. Hình học phải cắt gốc vẫn là phải cắt gốc, thậm chí tôi nói mấy em gốc mà thẳng là mấy em học gốc từ 0 đến 90. Bây giờ mở ra thành gốc phẳng như vậy luôn. Lúc thì gốc từ 0 đến 90, lúc thì lớn hơn 90, hai biến khúc này. Nó còn nặng hơn nữa chứ. Đó nó di chuyển dụng nhiều hơn. Đó hoàn toàn cỡ phải 1/3 nó hoàn toàn mới lại. Nếu mấy em có ôn mà đi lại cái là mấy em phải vừa ôn lại cái cũ, vừa ôn thêm 1/3 cái mới. Mà cái mới tụi nó đã được học từ lớp 10. Còn mình đâu có được. Đó. Vậy giờ mình cứ tâm ráng thôi chứ sao nữa. Công bố điểm chuẩn rồi đó. Năm nay hôm nay công bố điểm chuẩn. Tôi nói với em, điểm nó đói đâu có gì nóng đâu em. Điểm nó tăng. Mà đầy rồi ta ăn khó thì cuối cùng điểm nó tăng. Đào có qua Hà Nội, hai thằng thủ khoa có em một mà rớt đó. Có em không? Đó là thủ khoa có em không mà rớt lại là bắt qua Hà Nội. Làm em đủ gì đó. Bây giờ đối tượng thi nó nhiều lắm. Trời ơi, bên Campuchia là nó lần lượt về nó thi, nó là chết em đi. Giờ ngắn hơn. Đây rồi tôi nói em á, 10 bài nó cũng như thế này, trình em mờ là chuyện mấy bài sao, 10 bài như vậy. Thầy không cần gì hết, ở trang này tôi cần em làm 400 bài đó là quá tuyệt vời rồi, quá giỏi rồi. Nhưng 400 bài đó, muốn làm được bài đầu tiên trong 400 bài, mấy ngày phải nắm được không? Này, đang tính một vật là nó đã như vậy là như vậy rồi, giờ có làm hay không thôi. Hả? Rồi, trong cái trường hợp này, xét từ không cộng vô cùng thì thầy, niệm của mình số 2 thì sẽ dấu nè. Tới đây nó không tuân thủ theo nguyên tắc đang dấu đồng hơn nè. Thì các bạn nguyên mình xét đâu còn là còn tập cái rồi nữa. Bạn thấy số thử. Lớn 2 lấy số 3 thế ra đây ra giá trị âm. Nhỏ 2 lấy số 1 thế ra đây ra giá trị dương. Rồi, bây giờ tắt y nè, tại T bằng 0. Hàm số y của mình lại này, thằng này là y nè. Tại T bằng 0 thế vô ra trừ 1, T bằng 2 thế vô kết quả nó ra là 1/3. Cộng vô cùng thế vô. Tử như mẫu cao nhất là bằng 2, hệ số bằng 2 cho tử là 0, bằng 2 với mẫu là 1, 0 với mẫu là 0. Và tôi nói với em nội về cái chuyện ngay cái này nữa. Từ trừ 1 nó tăng lên tới 1/3. Sau đó nó giảm xuống 0. Ngay chỗ trừ 1 lấy ra không lấy. Trường 1 lấy hay không lấy? Có lấy không? Có chứ. Rất nhiều người đang bắt đầu là thà bao lâu rồi. Trường 1 này tương ứng với T bằng 0 lấy mà. Ngay chỗ số 0 này lấy hay không lấy? Lấy hay không lấy? Không có lấy nè. Không lấy là giống tên. Số 0 này tương ứng với cộng vô cùng là cộng vô cùng là nhiêu? Đến các bài tiếp theo sự tương giao hai đồ thị đọc số nghiệm phương trình ở bên Trung Quốc rồi đó. Mà cái vụ này có phải từ cái bài cực trị thầy đã bắt đầu nói em ráng tính thì tôi qua các bài mắt nghi thở ra em để tôi đều vẽ cái đường này ra hết. Nhưng nãy thầy đi thử một vòng nhiều em làm sao không thấy vẽ luôn. Vậy là nếu mà em không vẽ đọc xong cái bài này mắt nghi để xong qua các bài sự tinh giang hay là thầy đã các đồng hay làm việc lại như mới rồi đúng chưa? Đáng lẽ xong cái phần tăng giảm cực tệ là cái câu xét dấu của mày thầy vẫn rồi xong cái bài mắt nghiêng rồi mấy cái đầu này đã tính cho nó chừng sát cho thầy rồi rồi sau đó thầy vẽ này ra thầy giảm đem cái nào không lấy để giống tên nào lấy để giống cách cảm cho thầy vì tới cái bài sự tinh giang hay là thầy đã thừa tất cái câu giá trị của mờ rồi. Bởi vậy thầy nói cái chương trình nó không dễ. Chứ nếu dễ thầy dạy ngay 6 tháng đi. Chứ nó không dễ mới dài 6 tháng. Nhưng kéo dài 6 tháng đó mà một cái tháng đầu nó rất là quan trọng. Về những kiến thức căn bản đã ôn lại trong em từ các cách giải quy trình giải xét dấu này kia tất cả các bước hết luôn. Còn em không nắm luôn thì không sao sao chẳng được.
cũng trên. Thầy nhắc lại xong nội dung này vô thì cần là bắt đầu thầy chạy nhanh nha, không chờ lại bắt buộc phải chạy vì những cái thứ kia đã đạt được. Bây giờ một tuần từ đây tới thứ năm tới tuần sau về ôn luyện lại nhuần nhuyễn cái phần này cho thầy. Rồi kể cả định nhân mờ trong tăng nhãn cực kỳ nên thấy thầy giải nên cũng khác rất nhiều. Sau này học trên lớp đi rồi em sẽ thấy khác rất nhiều so với trên lớp. Và thậm chí tôi nói có trường có lớp không thể dạy nội dung mà thầy giảng em được. Vì đơn giản một điều người ta nghĩ là nó khó thì phải có nhận. Chưa đi thi mình đâu mà. Không được, phải ráng cố gắng tìm thầy. Giờ qua bài này nè. Bài này đến như này thì giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hành số. Bài mình có 3 cách. Một là dùng phương pháp đánh giá, tức là bất phân tích. Hai là điều kiện có nghiệp phương trình. Mà đến ngày này hai cái đó lần nào thầy cũng nói, buổi nào thầy cũng nói với em. Như thầy chưa dạy đó, chưa ôn lại. Phương pháp đánh giá của lớp 10 điều kiện có nghiệp là 10, 10, 11. Mình chưa đụng lại đó. Hôm nay ta mới làm khảo sát tầm số thôi. Bữa nay mình thêm trong cái khảo sát tầm số ở trường hợp đặc biệt là trên đoạn AB thì mình xài đoạn AB. Vậy giờ bắt đầu nhìn bằng này. Nhìn xác định là R. Dùng bánh thức mình đã biết. Phương pháp đánh giá mình chưa biết mà. Điều kiện có nghiệp phương trình cũng đâu biết xử lý sao đâu. Nhưng nếu bài toán này để yên nguyên về lấy đạo hàm mà khảo sát là chết. Vì lượng giác mà trên toàn tập R nó có bao nhiêu nghiệm mà ta không biết vô số nghiệm sao mà phải muốn thiên. Đúng chưa? Vậy có nghĩa là bài này ngay từ đầu lập phải muốn thiên không được. Mà lập phải muốn thiên không được thì xài cái đoạn AB. Mình R mà đoạn AB đâu xài. Đến giờ này mình chỉ biết lập phải muốn thiên cái đoạn AB mà phải muốn thiên không lập được. Vì nghiệm của nó chắc chắn sẽ ra vô số nghiệm. Lượng giác trên toàn tập R mình biết nó ra vô số nghiệm mà. Hay nó không phải đoạn AB. Có nghĩa là bài toán này trước khi tìm giá trị lớn nhất cao nhất anh phải biết đâu. Đó là cái tư duy cơ bản mà mình đã nói. Mà giờ một trong những hình thức biến đổi cơ bản là độ biến đặt tên là cái gì đó. Em nắm điều tôi đi. Vì nguyên một rừng kiến thức phía sau đây chờ đợi em. Chỉ chừng em theo mũ lô ga thôi là em thấy đủ mình. Người ta bê hết tất cả những gì của cái chương này đem qua bên mũ lô ga ráp chứ không có mũ lô ga. Thì làm ơn ráng một ngày em. Đến nay mình đặt tê. Tê thì bằng xiêm thì tê một đoạn. Vậy tới lúc này với tê nè một cái đoạn thì nghĩ ngay tới cái đoạn AB nè xài trên đoạn AB. Tới đây với tê một phải là tê. Những cái vấn đề này mang để lần nào thầy sửa thầy mấy cái rõ thì chú ý em. Nhưng vẫn rất nhiều người không nhớ. Mà không phải mấy bạn lên tải đâu. Tôi biết cái dưới nhiều em cũng vậy. Khi nghe thấy không có đi gì hết. Thậm chí bấm bấm cái tính bài số cái kết luận luôn. Đâu có được nha. Nếu vậy thì đưa bài tập cách nghiệp cho em nghe từ đầu rồi. Chứ dạy cái luận tí. Ở đây nhận hay loại. Trời nãy giờ em nhìn em bài nào thầy cũng đòi này. Nhận loại bài nào cũng đi á. Nhận loại cũng loại. Nhưng mà khi làm bài các bạn không để ý. Tới đây thằng này nhận chứ. Lúc này mới tính. Vì nói trên đoạn AB mới tính quen này không. Tương tự bài này. Đặt tê bằng này thì tê thuộc cái đoạn 01 này. Thấy không? Với tê thuộc phải. Xuống đây nhận. Cái này loại chứ đâu nhận. Biết hết tên phải. Người ta không định nghĩa đoạn này các bạn. Người ta định nghĩa đoạn này các bạn. Chỉ ngay chỗ này đừng có bận tâm. Nghe tiếp dùm thầy. Năm nào thầy dạy cũng vậy mà. Rất nhiều em sau này nhiều khi đem lên lớp luôn nói luôn. Chỗ này nhận vẫn được, không sao. Đúng rồi. Bài này mấy nhận em không nhận gì tới sao em tính đó mà. Nhưng tới bài định cái mờ mà ngay chỗ này em bị phân tâm là hết giờ bài đó còn gì nữa. Thầy đã muốn em gạ ra khỏi đầu cái chỗ đầu hàm đừng quan tâm tới mấy cái dấu một chú. Thì tới đây nhận nó văng lên đi. Nó không ảnh hưởng, đừng cố gắng định. Mình định xong cũng chả làm được gì. Dùng tốn thời gian để suy nghĩ và định hết đi. Gạt liền đi chứ. Vậy giờ ngồi đây mà em không điềm tĩnh em nhớ thì sao phòng thi mà em nhớ nổi. Mà cứ vậy bước ra khỏi phòng thi làm cái gì. Ráng nhìn thầy. Và dĩ nhiên không thể một ba tháng đâu em. Tất cả quá trình này bị con dài đó.
hãy làm bài thôi. Ở đây vì còn có hai giá trị y tại A, y tại B, y tại A, y tại B, lớn nhất là hai, nhỏ nhất một, không lớn. Được chưa? Vậy những bài toán này lưu ý cho thầy, bắt đầu người ta đưa mời mà mình phải xử lý. Về xem và làm lại cho thầy từ đây tới thứ năm, ráng cố gắng làm dừng diễn bài 3.1, 3.2, 3.3 thôi. Rồi thứ năm thầy sẽ giảng hai định mời, sau đó qua cái phần đường thực tập.